À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game Heroes 7. Mình là Tô Tân Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của phe thiên thần. Các bạn có thể thấy ở tập trước thì mình đã kiểm soát được tương đối cái vùng đất này rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ có những cái mỏ hoặc là những cái vùng này mình chưa thể đánh được bởi vì mình chưa có quân đời cuối. Các bạn nhìn này, đánh nhau với những con rồng như thế này thì chúng ta không thể dùng những lính tào tao tào lao mấy đời đầu này được. Đấy, như vậy chúng ta SML luôn. Chính xác là như vậy. Con này rất đông này. Jelly thì chúng ta không ăn được. Chivani có thể ăn được. À, có thể mình sẽ chiếm mấy cái vùng này đã. Ở đây, cái này được đá này. Ăn mấy con này đã. Nhưng mà Hannibal ở cổng. Vâng, kẻ thù đã ở phía bên này rồi. Và mình nghĩ là mình không biết mình liệu mình có lên sang đấy tấn công nó hay không, nhưng mà bây giờ mình chưa có thiên thần, mình sang đấy mình sợ mình hơi khó đấu đối với tướng của phe khác là hơi vất ấy. Không phải mấy con quái cùi đâu để mà chúng ta có thể bắt lạt được đấy. Nên là ồ, ăn được cái này được một cái găng tay. Thôi được rồi, cứ từ từ đó, mình lượt này chúng ta hết cái lượng đi rồi nên là mình sẽ di chuyển. À, thằng tướng này của nó, nó loanh quanh, nó chạy đi đâu đấy. Thế mình sẽ sang đấy mình quẩy nó nhỉ. Mình được khá nhiều tiền mỗi một lượt nên là mình không sợ lắm. Cộng được magic này. Đánh cái này đi. Cái này được một cái găng tay gì đấy, nhưng mà có con khỉ đột, con rồng, con rước gì to thế. Con gì anh cũng pem. Được cái găng tay cộng 2 hai sát thương, hai sức mạnh tăng vào uy lực. Ồ, đánh ở đây sao mà tăm tối thế. Hầm ngục à. Ôi, mấy con này to vãi. Ây da, bọn này máu trâu thế. Chuyển tấn công của mình thì có vẻ là sẽ không hết được. 90 đến 380 thì không có nhiều ý nghĩa. Giết con này đã. Con bay này nó sẽ tiêu rất nhanh. Bay chết. Hay lắm. Còn mấy con khổng lồ này thì hơi mệt đấy. Không liên quan, nhưng mà mình nghĩ là mình phải KS từng thằng một. Bọn này nó chẳng qua nó số lượng ít thôi nhưng mà nó rất mạnh. Con này là con gì? Đây. Xích lốp. Con khổng lồ một mắt đấy đúng không? Ôi máu nó trâu thế này cơ mà, 420 máu này. Đam tận. Ủa cao lắm. Con khỉ đột này. Trời ơi mày. Bị con nhện thì nó búp đập vào đầu. Quân của chúng ta khá đông, chúng ta không sợ. Mai hạ bưởi. Mày biết người đá không? Mày biết người đá không? Cái bọn này mà đông đông là mình không ăn được đâu nhá. Các bạn là mình nó ít hơn, mới có một con hai con ấy. Mình tận những 3.000 kinh nghiệm ta nhận được tiền và được một cái món đồ để mình xem nào. Tăng 2 mít cộng 5 inventory. Chẳng hiểu lắm nhỉ. Không hiểu cái này lắm. Tăng sức mạnh hay là tăng tăng
thằng Đam đi, oánh nhau cho nó trâu tí. Cái này cộng 5 điểm đấy, nhưng mà thôi để sau vậy, tùy mình xem cái gì cộng thì cộng. Xong, chúng ta đã tiêu diệt được cái hầm ngục này, tiêu diệt con này để được cái mỏ này, High Spirit à. High Spirit luôn. Ai da, nhưng mà con này là con thợ săn, nó bắn tên à. Cái này là mình có thể tấn công nhanh rồi. Đó là quái 4 ô này, là quái mạnh đấy, không phải đùa đâu. Cả nó lại phải hồi quân nó. Ây cha, tuyến quân ở Mỹ. Ây ồ, nó chỉ nhằm vào cái thằng này của mình thôi, yếu nhất mà. Ôi ôi, nó chơi nguyên thằng đấy không bây giờ? Thằng này bựa thật. Thằng này bựa thật. Khử bớt chúng nó đi đã. Con nhện. Con nhện à. 7 đến 10 à? Chín. Để thử xem giật phát chết cả đôi không. Sau này thì không cần di chuyển đâu. 11. 12 đến 16. 13 đến 17. Bắn. Như anh em bảo cái thằng nỏ này nó mạnh, thực ra là nó rất yếu, nhưng có điều là số lượng quân của nó đông thôi. Thì cái gì đó cũng phải tại lấy số lượng bù chất lượng thôi. Nó yếu nhưng mà nó lấy được số lượng bù chất lượng. Hay quá, mất lượng của hai thằng luôn. Tiếp tục tấn công thằng đấy của mình. Mẹ nha nó chết nhỉ. Đấy, kiểu này mình hồi máu mệt nhỉ luôn. Thằng thủ mình bắn phát chết, nhưng mà bây giờ mình muốn hồi quân đó. Hồi quân đó. Mình muốn hồi quân đã. Chết luôn đấy. 12 à? Dập cho nó pha cho nó chết còn 12 à? Còn 4 thằng. Tấn công con nào. Rồi ok. Giết thằng đấy thì mày có đánh đến mùa mít luôn. Hồi máu tiếp đã. Hồi được thêm 14 thằng đấy. 153. Full chưa nhở. Mình không biết full chưa nhở. Thôi được rồi, phòng thủ đấy. Nếu là mình phải hồi ở quân. Phòng thủ.
Đây rồi. Thôi tiếp 14 thằng nữa. Ô, mình nhớ là mình có gần 200 thằng mà. Bây giờ phòng thủ thì hồi quân đã. Bắn người đá đi. Úi dồi, cho mày bắn cả ngày luôn. Thôi đầy quân thằng này đã. Kệ nó. Thằng này không biết còn bao nhiêu quân nữa, mình chưa nhớ nữa. Cần chắc mình cũng kiểm tra. Các bạn những cái quân mà ít ít này thì quân này những lượng lớn thì mình để ý lắm. Chẳng hạn như thằng người đá hay thằng kia kia mình để ký số quân, nhưng mà bọn này nó ít quá mình sẽ để ý. Ôi, được 3 thằng à? À thế full rồi. 170 thằng à? Bắn. Mana của mình bây giờ thì limit luôn, hơi nhiều. Mình cũng không sợ lắm. Rồi, chúng ta lại lên được một cấp nữa, cấp 21 rồi đấy. Chúng ta mắc cả 3 nhánh này rồi, thì bây giờ mình sẽ cộng vào các cái chỉ số nó tăng phòng thủ này. Đây, cái này nó sẽ tăng 2 tấn công và 2 phòng thủ này. Nhánh này nó lên đấy. Cái này nó tăng center nó. Cái lên lên xem nhân 4. Leadership cộng 20% kinh nghiệm. Thể thao. Rồi giờ này thì chúng ta cần giáp hơn. Đấy, chỉ số ở chúng ta tăng phòng thủ và giáp châu rồi. Sợ. Chúng ta có hai sự lựa chọn là Spirit hoặc Magic. Spirit thì nó là ma thuật, cả hai cái đều có nghĩa là ma thuật. Magic thì cho thêm năng lượng, Spirit nó sẽ tăng đam. Nếu mình nhớ không nhầm là như vậy. Đây. Chúng ta được cộng 2 mana mỗi tuần. Mấy anh thần nước à? Trận này là chúng ta lại phải tiến nhanh rồi. Nó cũng có quân giống mình này. Trâu lắm ấy. Bên chúng ta phải tiến thật nhanh nên mới đuổi kịp nó. Ôi ồ. Phát nữa. Hay quá. Nó tấn công à? Xem nó đánh thằng nào ấy. À nó đánh thằng. Nó đánh thằng nước của mình. 30 máu thì không đáng kể. Con của mình có 4 con mà đam to gần bằng nó luôn. Để nó được boost được. Tướng lên cấp thì nó boost đam cho con. May hạ bưởi. Pháp sư ấy. Pháp sư đam cũng trâu lắm đấy. Chẳng có số lượng ít không. Pháp sư là thằng lính tầm xa mạnh nhất của phe thiên thần đấy. Có thể thế mình chơi là chủ yếu mình hạn chế tối đa việc thiệt hại quân thôi. Rồi. Chúng ta sẽ chiếm cái mỏ này. Cộng 1 magic nữa. Con này. Ui. 249. Đông thế. Ăn được không nhỉ? Hay là mình SML đấy. Ăn chứ sợ gì mà ăn nhỉ? Không ăn thì làm sao mà mạnh lên được.
Con này giống dạng như kiểu nhân đại bàng à, nó vừa là đại bàng vừa là sư tử à. Mình thích sư tử, thích đại bàng. Mình thích sư tử, thích đại bàng. Wow, tướng của mình là tấn công cận chiến vật lý mà mạnh phết. Mình tăng cái chỉ số tăng đam cho lính này. Đeo đồ tăng đam này. Xa đam của thằng lửa này bây giờ cũng khổ quá lắm rồi. Viết dứt điểm một con này đi ạ. Thì con này nó giáp với bọn... Ui, đẹp thế. Giáp với bọn lính tiêu tiêu này. Con nhện càng ngày càng mạnh. Mày chết, mày chết. Ôi, 38 con, tốt rồi. Người đá tiến lên. Con nào thích ăn người đá của anh? Ai chả táp cho nó một phát 749 tiết. Ôi, người đá này đam to vãi. Chưa chết, người đá chưa chết. Người đá vẫn chưa chết. Mày hả bưởi. Phát sau hồi người đá cũng được. Wow, đam của mình mạnh lắm à. À, búp đam, búp cho một thằng nữa của mình nè. Wow, búp người đá 16 con à, 11 đến 16 tỷ lệ 11 con, mất tối thiểu luôn à. Ok, phát nữa. Nó được 8 đến 12, hay quá. 9 con. Xong thủ. Ồ, phát bắn lại được đấy. Mày chết. Còn có 35 con thôi. Người đá đâu à. Ui, đánh kiểu này chết còn có 34 con à. Được. 34 con thì nó dẹo luôn. Xong. Xong. Người đá nó đập dã man thế nhỉ. Xong. Đùa với người đá. Mười lăm ngàn kinh nghiệm, một con số cực kỳ lớn. Nhiều anh em bảo tại sao các cái dương mình nhặt mình lại không chọn chọn là lấy kinh nghiệm mà lại cứ lấy tiền. Cái kinh nghiệm thì các bạn có thể đi đánh trận các bạn có thể nhận được đấy, như mình như này này. Còn tiền thì đâu có dễ kiếm. Đúng không ạ? Đấy. Tiền thì rất là khó kiếm. Chúng ta phải chắt chiêu từ đồng 1 mới có tiền đấy chứ. Chúng ta sẽ nâng cấp cái thành này lên ạ. Và bây giờ thì mình... thiếu cái máu rồng à? Đúng không? Drone Steel 7 rồng. 7 dòng mua được, nâng cấp được cái bọn đấy lên. Chúng ta có thể tuyển 3 thằng thiên thần. Tốn cái gì? Tốn 7 dòng. Thôi tuyển mấy thằng này trước. Mấy thằng không thủ nữa. Bọn này thì nó chỉ tốn tiền, nó không tốn tài nguyên khác. Mua tạm mấy thằng đây đã. Chưa có tiền để mua thêm. Nghèo quá. Bọn này để lại từ từ mua sau. Công trình này nâng cấp cái gì được? Hero. Tài nguyên, những cái tài nguyên này thì không hiếm lắm. Chúng ta có. Nâng ra phát. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lại ra đây mua người đá. Thân lửa và thân băng 10, cấp 10 à.
À, cái con này lúc nãy mình đánh nhau đây này. Hình như thằng pháp sư độc ác này mạnh hơn đấy. Tăng đam phép thuật à? Tăng 15% Necronix cho quân đội. Chả viết lên theo cái gì luôn ạ. Hồn ma hay là cái gì thì cũng như nhau. Ôi, không có tiền để xây mấy cái chương trình này đâu. Bây giờ là ấy rồi, chúng nó mò mò sang đất của mình rồi. À, mày dám mò đất tao à? Đánh. Dám lò mò sang đất của anh. Chán đời à mày. Chán đời à, dám mò đất của anh. Mua mấy anh người đá phát ạ. Người đá là rất mạnh. Để lượt sau thì mình sẽ mua tiếp mấy thằng người băng tiếp này nữa. Nó dồn quân lại cho phe kia. Không đủ tiền thì chúng ta phải công trình này phải chiếm được cái vùng này nữa mới lên được, đúng rồi. Chúng ta thiếu cái mỏ này. Nói chung thì tài nguyên của mình bây giờ là cũng khá khá rồi đấy. Bây giờ là mình phải giữ cái cổng này không cho cái thằng chết bầm. À, mình ăn được đấy, lâu rồi ăn được mấy chỗ đây rồi. Quân của mình mạnh phết rồi. Nếu có điều kiện mình có thể lập thêm một tướng nữa cũng được. Tướng kia level 9 nhưng mà không cần nhiều tướng lắm. Qua lượt đã nhỉ, xem tình hình nó thích đánh nhau không. Đánh nhau ái à, tướng của mình còn thiếu cái gì đây. Hết là cái mũ, nét là cái dây chuyền, là full đồ à. Full đồ nó đánh hổ báo đấy, đừng đùa với anh. À, mày thích chạy vòng á. Mày không ăn được thành của anh, mày chạy vòng vòng ra đấy à. Lâu. À, ăn nó trước đã, xem phép thuật mình nhiều không. Ui giời, vãi trưởng, không phải sợ. Ăn luôn. À, nó cũng đứng tầm xa, nó có con này là mạnh. Được. Mày nghĩ là mày ăn được anh ư? Mà đánh kẻ thù này, đánh hero tướng phe của. Ai chà. Ai chà. Xà. What? Được đấy. Mày giật anh quả được đấy. Để anh đáp lại một quả này nhá. May ha bưởi. À, Awakening. Mày thích dùng phép à? Thích dùng phép hả? Mày hả bưởi. Nó có quân đấy. Mình quân phép à. Khi mà sức mạnh của ánh sáng và bóng tối kết hợp trong quân đoàn của anh thì chúng mày hơi mệt đấy. Ai chả. Được. Để anh xem nào. Bitstone phát ạ. Là vấn đề giết mấy con này á, mấy con đi tầm xa là phải giết trước. May ha bưởi. Đó, thằng pháp sư này như có 4 thằng, không sao sợ lắm. Con thủ vật lý đi em ơi. Nó cũng có pháp sư đời đầu, pháp sư mình pháp sư đời cao rồi. Tiến lên. À, mày tiến lên này. Lên.
thử cái phát này phát ra. Được đấy. À, mình quên giới thiệu với các bạn là thằng cung thủ này nó có một cái skill rất là tuyệt vời, đó là nó khả năng tấn công xuyên mục tiêu. Nhưng mà như thế này thì mình sẽ không tấn công được, bởi vì cái thằng này nó đang đứng thẳng trước mặt, bắn như này mình sẽ tiêu hao chết cả quân mình. Đấy, nên là mình sẽ không tấn công hộ. Có thể là mình sẽ cho thằng này nó lấp sang chỗ khác. Mà mình cũng quên đấy, mình không có. Đánh đây đi, để bảo vệ cái bọn bên dưới. Ai chả, nó đập chết một thằng người đá của mình kìa. Khỏe phết nhỉ. Lên đấy. À, lên đấy. Anh tấn công lính lửa của anh ấy. Mày đứng vào một trụ với nhau này để chết cả trụ mà. Chú mày thích chết trùm đúng không? Một máu cho người đá phát đã nhỉ? Như này sẽ hồi cả người đá cả lửa. Hồi được tiếp cho quân anh em mình vào. Con này giết dứt điểm đã để điểm thì chúng ta sẽ được cộng leadership và đồng thời trừ leadership của đối phương. Việc trừ leadership sẽ làm giảm khả năng chiến đấu của đối phương. Rồi, bây giờ thì là không phát nhỉ? Ai chả, 8 thằng. Được. Mày bắn cũng khá đấy. Thằng này bắn tầm gần, bắn được tầm xa như thằng nọ. Nó bắn được tầm xa. Ba đến bốn thẳng, gần như là diệt được nó luôn đấy. Mình di chuyển như này một phần là để mình muốn, nếu mà hồi máu mình sẽ hồi được cho cả người đá lẫn cả thằng này. Thằng này đây là lần đầu tiên được công lên, được tấn công. Ai chả chơi lửa mình à, chơi phép thần lửa mình à, ơi chơi thằng nỏ mình bay mà gớm thật. Phòng thủ vật lý không, giết thằng này trước á. Nó đông quân thế nhở, màu trâu thế. Bây giờ là chưa hồi quân. Tính mình phải làm sao để hồi được quân nữa cơ. Để di chuyển quân nào để hồi được đây. Ở đây thì mình cũng có thể hồi được rồi. Được cái mình đã luyện theo phòng dòng phép thuật nên là mình luyện được khá nhiều. Rồi, mình sẽ phòng thủ đã. Bắn tên vào thằng này cho anh. Được nhưng mà chết quân thanh niên này ở đây vẫn có thể hồi máu được và nhóm nhau luôn, cho nó phản đam luôn. Mana của chúng ta thì rất nhiều, không sợ. Thiên thần không mạnh về đam mà mạnh về phục hồi. Chúng mày búp xin phí á, chả làm gì đâu. Rồi đánh về đá. Ô kìa, mày hả bưởi. Ủa, người đá bây giờ đam của nó hơn 500 rồi kìa. À, lại chơi con này của mình. Đánh còn chưa mất một quân nào của. Thôi mày xong. Mày xong. Người đá. Giải quyết thằng này.
một thang. Chúng ta được buff tinh thần, nói bị giảm tinh thần. À, hồi quân tiếp đã. Dưới này đang mất quân nhiều hơn. Không này, Sentinel hồi được. Abbot thì không mất quân. Không dùng phép được, dùng phép là chết cả thằng người băng ấy. Người băng đang bị cận chiến phòng thủ đây. Giết. Mình bị chết mất hơi nhiều cái thằng này rồi. Advan này. Tướng nó búp ác nhỉ. Ai à, ôi nó vẫn giết thằng này của mình chết nhiều quá. Mẹ em chết này. Rồi. Tưởng thế nào đánh người ta thì ngu học rồi con ạ. Mày ngu lắm. Ai chà. Giết dứt điểm một thằng nữa. Trừ leadership của nó đã. Mày. Riêng về mana thì anh hơi vô biên. Chín vẫn chưa thua nhỉ. Chết vẫn nhiều khác. Mấy con rồng này, ai chà. Mấy con rồng này. Áp sát đó để mình hồi quân của mình cho đầy ạ. Quá. Úi giời ơi. Xem nó làm cái trò gì nữa. Ai ôi nó dội chửa lửa. Ôi chết luôn thằng người băng của mình mới dã man chứ. Tùy đó nhá. Phải hồi đó, hồi quân đó. Chúng ta không vội vàng để thắng lúc này. Thương vong của mình là rất lớn. Ôi hồi được có hai thằng người băng rồi à. Cái này có thiên thần ở đây thì chúng ta sẽ hồi. Về lý thuyết là chúng ta có thể giết hoặc chết nó đấy nhưng mà... Rồi tiếp thằng người băng đấy. Mẹ nó chết nhở. Nó đánh quả hơi thấm. Thôi từ từ. Đánh phát này là nó chết luôn. Ôi, nó có cái trưởng gì mà dã man xì trời thế. Chết bốn người đá mình nhìn. Thuật tướng của nó được ấy nhỉ. Hơi nặng đấy. Để hồi người đá à? Mẹ cho nó chứ. Nó chết hơi nhiều người đá mà. Nó vẫn còn nhiều mana thế đấy. Đam nó to, magic nó cũng nhiều. Giết nó thì cũng được mà mình mất quân nhỉ. Ok. Nó vào cận chiến rồi. Cố gắng hồi quân. Lên đây để hồi quân.
ôi. Vãi cả trưởng của nó. Để đến lúc nó hết mana xem nó làm trò gì. Mình cũng muốn thử xem là con trưởng lửa nó dã man quá nhỉ. Trưởng cuối à? Trưởng cuối sao mà... Ôi chết rồi. Trận này đánh không hợp lý. Chúng ta nhặt được rất nhiều đồ luôn. Các bạn đánh mà cảm thấy nó không ổn, các bạn có thể đánh lại bằng cách fight again. Đây là một trong trận mình sẽ muốn đánh lại, bởi vì mình mất toàn bộ đội người đá thì mình khá là tiếc. Và vừa mình tiêu diệt được nó, mình nhặt được rất nhiều đồ đấy các bạn. Đây này, uấy, nó đeo full đồ như này thật là nó mạnh. Nhưng mình nghĩ mình sẽ đánh lại một trận. Đấy là một cái khá thú vị ở cái bản này. À, chúng ta có thể đánh lại. Rồi. Mình nghĩ trận này mình sẽ phải diệt nó nhanh một chút, chắc là phải chấp nhận mất mong quân rồi. Ban đầu mình cứ nghĩ là mình cố gắng không mất quân, nhưng mà xem chừng hơi khó. Người băng, không sao. Mình nghĩ là mình sẽ... Nó có mấy thằng... tầm xa này, mình nghĩ là mình phải diệt trước. Giật, dứt điểm bọn này ấy. Trưởng thật, quân nó rất mạnh. Rồi. Tôi giết mấy con này đi đã. Con này đam to, nó đông quân. Phải giết mấy con tầm xa chứ. Người đá mình nên bị dính cái trưởng lửa đó ghê quá nhỉ. Nó giật phát chết 4 người đá của mình luôn. Nó giật cho 2-3 phát đi luôn cả đội người đá của mình. Đó là một cái mà. Nó thú vị của cái bản này là chúng ta được phép đánh lại nếu như chúng ta thấy chúng ta đánh không hợp lý lắm. Chỉ duy nhất bản này thôi. Mình thấy là có cái tính năng đó, còn các bản khác nghĩa không. Rồi. Này cho sang đây. Để không cản đường của thằng cung tên. Rồi ok. Bắn đây. Tốt, lên đây. Mình sẽ sử dụng đòn tấn công này. Đây, đòn tấn công này nó sẽ xuyên táo hai mục tiêu. Các bạn nhìn nhá, mình sẽ bắn một phát chết luôn cả. Ôi không được. Đòn này sẽ bắn trúng cả thằng phép lửa mình. Nó đi qua cái ô này, nó bắn chết cả thằng phép lửa mình. Thế là mình không dùng được. Thế là thằng này không thể đánh ô thấp được, phải đánh ô cao à. Cứ bắn cái này đã. Chiến của nó thì cũng từ từ. Người đá oanh dứt điểm luôn. Chết một người đá. Nó lên rồi đấy. Như này là mình đặt vị trí sang này chưa hợp lý. Mày chết. Chúng ta sẽ chọn hồi máu đó. Mình đứng ở khu vực này là mình có thể hồi được cho tất cả team luôn này. Chúng nó đứng tập trung như này là chúng nó muốn ăn đòn tập thể này. Muốn ăn đòn tập thể à? Muốn ăn đòn tập thể à? Kệ đó, mình đã đứng một cái đội hình rất là đẹp. Nghĩ là mình sẽ cố gắng duy trì. Giết thằng này. Chúng ta sẽ được boost thêm một lượt đánh nữa thì phải. Sẽ giảm đi là shit của nó xuống. Phép thuật bóng đêm. Tấn công người đá thì ăn thua gì. Bắn thẳng được này. Bắn thẳng được thì bắn đi. Bắn thẳng được thì bắn. Thôi cứ... Nãy mình đứng ở đâu nhỉ? Búp được máu đến đây à? Thế thì à... Lên đây đi.
để bảo vệ bọn đằng sau. À, chơi thần lửa mình kìa, gớm nhỉ. À, đánh thần lửa mình ác quá. Chúng ta bị cận chiến hả? Không tấn công được, vẫn hồi được bởi vì là thằng pháp sư của mình nó không bị tấn công nên là mình sẽ hồi máu theo hướng này. Được rồi, bắn phát nữa. À, impressible, chết mày chưa? Mày thích chết à? Hả? Impossible. Hồi máu này anh em. Sổi ôi. Thần lửa mới có 7 thằng, chưa full. Thần băng đâu rồi, bắn vào đây. Nó thích chui vào đây. Diệt cái thằng thần chui vào đây đó. Mười đến 16. Thằng này nó bót để đánh phát hết à? Pháp sư mình đánh cận chiến hộ báo phết à? Xong nó luôn. Hay quá. Thiên nhiên này phòng thủ hay rồi. Kẹp chết cái thằng kia của nó ở trong giữa kia thì ổn rồi. Quân chỉ của mình chỗ này là phục hồi hoàn toàn rồi đúng không? Kẹp sống ở trong này luôn. Không cho nó ngạo quậy. Kẹp sống ở trong này luôn. Chuẩn bị hồi quân đã. Làm sao mình tính cho một lượt mình phải giết được nó cơ. Không là nguy hiểm lắm. Người băng thì đầy máu rồi. What the... không sao. Tranh thủ giết bọn này đi. Làm sao để có thể một đòn chết hết cả đúng nó luôn. Để tướng là Imusi. À, phía sau nó càng có hay quá. Mình chưa chắc đã giết được nó nhỉ. Giết thằng này trước đã. Chắc cầu Sentinel. Nó vẫn đang dùng các cái skill boost. Nó chưa dùng skill tấn công. Lúc nãy nó boost đánh mình. Như vậy là khá thuận lợi cho mình. Hay rồi. Mình sẽ một đòn giết chúng nó nhất. Tiếp theo là người đá. Rồi. Được bonus đây, đánh không? Hay quá. Giết nó luôn để cho tướng nó không kịp dùng phép. Hay quá. Rồi chúng ta đánh lại một trận, phải nói là quá tuyệt vời luôn. Không chết thằng nào thì phải. Đúng rồi. Đấy, phải đánh như thế. Nhưng mà các bạn thấy không? Chúng ta đánh lại chúng ta có kinh nghiệm hơn rất nhiều. Và chúng ta nhặt được. Ôi, để mình xem đồ nào. Ôi, nhiều đồ thế này thì biết đeo kiểu gì. Cộng 4 Spirit. Cái này động cộng vàng thôi. Cộng Spirit hay hơn. Vàng thì chúng ta không cần lắm. Map. Cái này tăng Magic. Cái này tăng phòng thủ này.
Tôi không đeo được à? Kháng lửa. Kháng lai sáng. Kháng lửa đi, bởi vì nó phe này nó toàn lính lửa. Lắp lửa ra. Gỗ này. Cộng một phòng thủ. Cộng thêm một cái phép gì nữa. Cộng 4 là magic. Magic đây, cái gì được cộng nhiều. Chúng ta đeo. À, mấy món này tí nữa mình sang cho thằng tướng kia. Ôi ôi, nhặt được. Ngon thế, nhặt đồ, thao đồ. Thôi được rồi, lân skill đã. Cộng kinh nghiệm. Học skill này đã. Rồi. Tướng cấp 22 à, chúng ta cứ mắc. Chắc là chúng ta, nếu mình không nhầm thì level 30 là mắc. Nếu lên level 30 thì chúng ta... Ồ, đây có cái tài nguyên gì đấy. Ồ, có đôi giày mon rồi. Đôi giày này đỉnh đấy. Xăng đan. Rồi, full rồi. Em này có nhiệm vụ ra đây tiếp tế quân cho thằng này. Tiện thể là trao đổi đồ. Chúng ta sẽ khử thằng này phát ạ. Ôi, nó là pháp sư đấy. Ăn đấm nhỉ? Ăn đấy chứ sợ gì? Sao phải ngán bố con thằng nào đúng không? Quánh trận này. À, cưỡi thảm thần à? Bọn này giống kiểu thần đèn thế sao ấy? Hai thằng. Mày có mình đeo cái áo choàng kháng 30% sát thương của lửa. Bọn này là bọn đam lửa. Mày muốn đam rời thì tao cũng phải đập. Vãi mà ngồi. Ôi, máu trâu lắm. Giết trọng điểm nó đi. Gì đấy? Ôi ôi. Ôi ôi, chết chùm à. Ôi ôi. Ôi ôi, thần đèn làm cho gì. Ôi ôi. Ôi ôi. Em xin mấy anh thần đèn. Càng về sau này quân nó càng nhiều quân khủng khiếp. Ôi ôi, nó dập cho 3 phát chết gần hết quân rồi. Đúng là sao được. Hồi máu. Chết nhiều quá. Quánh dứt điểm thằng này cho anh. Người đá đâu, hồi được quân không? Người đá không bị thương, tiến lên. Ôi trời ơi, hồi. Áp sát đó không cho nó dùng phép nữa. 6 thằng à? Ăn. Áp sát đó không thì chết dở. Ối giời, cưỡi thảm. Cưỡi thảm mà. Ôi. Nó
bắn ai tiếp. Ôi trời chết. Ôi dồi, nó vẫn nhằm vào đây nó bắn. Ôi dồi. Tiến ngay lập tức lên, không thì chết. Ôi chơi cái phe nào có cái quân này nhỉ? Nó mạnh không khác gì mà thần lửa của mình. Chưa hồi được máu à? Phải tiến vào chỗ nào mới hồi được máu nhỉ? Chưa áp sát được nó. Tôi đá của mình chưa áp sát được. Ôi ôi, vãi cả hồi máu luôn. Chưa xuể, vẫn phải hồi tiếp. Tiếp tiếp. Áp sát hai thằng này, không cho nó. Giết được nhưng mà mình phải áp sát nó thôi. Bây giờ giết nó thì mình không hồi quân. Bây giờ phải từ từ đã phòng thủ để hồi quân đã. Mày cứ đánh mấy thằng đấy cũng được. Hồi quân đã. Phải phun quân đã rồi tính. Bắn phát là nó chết đấy. À, nó bắn một hàng, chết hai, mất hai dòng máu này của mình. Cũng được đấy. Mà chẳng thua đâu. Hồi tiếp xem nào. 170 rồi. Mình có 170 thằng này thôi đúng không? Khử. Anh đã hồi đầy quân rồi thì mày phải chết. Đó là sức mạnh của thiên thần. Ồ, 19.000 kinh nghiệm nó phải ít đâu. Chứng tỏ là thằng này cũng thuộc dạng khoái mạnh đấy chứ. Ui ôi. Màu vàng là chúng ta không ăn được đâu nha. Lằng ngoằng là SML nha. Lượt sau để nó gom quân và mình sẽ đánh. Xong rồi mình có thể mình sẽ tiến sang đất của thằng đỏ ấy nhỉ. Mà chưa tiến được đâu. Mình phải khôi phục mình ấy. Phải chiếm hết các cái mỏ của mình đây đã. Rồi mình tính sang tiến sang bên kia được. Quân mà chưa có tiến xa nhỡ thua một phát là chúng ta SML luôn. À có lẽ tạm thời chúng ta sẽ, hôm nay mình sẽ dừng cái video này mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.